Từ những vườn dừa hàng chục năm tuổi phải bỏ hoang do giá thành quá thấp và bị bọ cánh cứng hoành hành, những năm gần đây, các hộ nông dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã thay đổi phương thức canh tác, chuyển sang trồng dừa theo phương pháp hữu cơ, an toàn sinh học, từng bước hồi sinh dần trở lại và phát triển bền vững nhờ vào việc ứng dụng mô hình trồng dừa theo hướng hữu cơ và an toàn. Gia đình bà Nguyễn Thị Trí, trú phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn, áp dụng mô hình trồng dừa hữu cơ trên phần diện tích 500m² được vài năm nay. Khi chuyển qua mô hình mới, bà chỉ cần dùng phân mụn dừa, phân chuồng để bón và tưới đều nước. Dừa phát triển tốt, cho trái rất sai, mỗi năm cho thu hoạch hơn 2.500 quả. Cái hợp tác người ta mua cái dừa đây cũng phải cao giá hơn. Cao hơn là phân hóa học màu mấy năm trước là bỏ là nó không có đạt, mà nó cũng không có sai. Bây giờ bỏ đầu tư phân hữu cơ với phân sinh học đá với lại mình đầu tư thêm phân chuồng là bơm nước là sửa sạn là nó lại đạt hơn. Ví dụ kia là 5.000 người ta mua phải 7.000. Thị xã Hoài Nhơn được mệnh danh là thủ phủ dừa của tỉnh Bình Định với gần 3.000 hecta, chiếm khoảng 32% tổng diện tích dừa toàn tỉnh. Tổng sản lượng đạt 31.500 tấn trên một năm. Chính vì vậy, việc trồng theo hướng hữu cơ tập trung sẽ hướng tới tạo ra vùng nguyên liệu dồi dào cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh, nhất là các cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm kinh doanh từ dừa. Vườn dừa này trồng có trên 40 năm, như vậy là khoảng 3-4 năm nay là tôi chuyển qua bỏ phân hữu cơ. Như làm thời đó là trước khi bỏ là tôi kè sới lên, cho mấy kè sới vườn dừa lên, rồi là bỏ phân. Như vậy là đạt được hiệu quả cao, nhiều trái sai, đồng thời là trái lớn. Mô hình trồng dừa hữu cơ không chỉ góp phần tái cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp, mà còn giúp tăng năng suất, nâng cao giá trị kinh tế, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu rủi ro do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.